vị khán giả đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Thanh Duy thì cũng thấy như một mùa xuân đã về.
không mở thấy thành gì buồn hết trơn á. Anh cho em mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở. Chiều đông nào nhung nhớ, đường lao sáng lá đầy. Chân bước mòn việc cũ, mắt buồn viên ngọn ngờ cây. Quý vị đang theo dõi cuộc thi chung vào vòng cổ của em. Em chào anh Quân và em xin chào tất cả quý vị khán giả. Anh Quân nè, anh Quân đã biết em từ cái thời mà khai thiên lập. Ủa, cái thời mà ở chuồng tắm mưa đó. Thì bây giờ cũng phải gần 10 năm rồi. Không biết là anh Quân thấy em 10 năm trước với 10 năm nay tới bây giờ có khác nhau gì không anh? Thay đổi quá nhiều em ạ. Trời, thay đổi gì đâu, em vẫn là cậu bé của ngày xưa. Không, em khác hẳn rồi. Dạ. Khác hẳn rồi em ạ. Bình thường em đẹp hơn ngày xưa kìa. Em hơn ngày xưa à? Dạ. Nhưng mà tâm tính em thay đổi rồi em ạ. Tâm tính em thay đổi hả? Đúng. Thay đổi như sao vậy? Anh kể cho em với quý vị khán giả ở đây được nghe có được không? Em ác hơn ngày xưa. Em bé hơn ngày xưa. Anh có thể cho em ví dụ được không? Bởi vì em không còn thương anh như ngày xưa nữa. Em không thương anh như ngày xưa nữa. Có nghĩa là em ác hơn ngày xưa hả? Thôi, anh có một cách so sánh thật là hay đó. Quý vị thấy không? Ấy rõ ràng là Thanh Duy lúc nào cũng mang đến cho chúng ta mùa xuân đúng không ạ? Lúc nào cũng vui. Vì Thanh Duy mang tới mùa xuân đến tất cả quý vị, nhưng mang tới mùa đông dành cho anh đúng không? Đúng rồi. Cảm thấy sự lạnh lùng trong lời nói đúng của rồi. Em vậy. Anh làm em là anh buồn. Bây quá. Giờ em sẽ cho anh vui hơn. Vui hơn à? Bằng một nhạc phẩm được mang tên Ha Ha Ha. Được không ạ? Quý vị được không ạ? Và sự xuất hiện của ODCHIM. Xin mời.
Xin mời quý vị các bạn nhiều và xin cảm ơn Odin Team. Nếu quý vị muốn tham gia hát nữa thì hãy cho nhiều tràng pháo tay thật to được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp theo sẽ không phải là một ca khúc, một là liên khúc ba bài. Xin mời anh ạ. Và bài đầu tiên, một nhạc phẩm đã rất là nổi tiếng trong thời gian trước và thanh niên cùng nhỏ quá đã nổi tiếng rồi. Thanh niên mix lại, đó là ca khúc Mây và Núi. Bài thứ hai là một bài hát mới của Thanh Duy được mang tên Game Over. Và bài cuối cùng là một bài mà các bạn rất là yêu mến Thanh Duy trong thời gian vừa qua, Lỡ Ở Yêu Thương. Xin các bạn cùng lắng nghe liên khúc Lỡ Ở Yêu Thương của chồng có tay cần to hơn không ạ? À? Cảm ơn nhiều. Thank you.
của bài hát vừa rồi cũng đã khép lại phần biểu diễn của Thanh Duy. Thanh Duy xin được chúc tất cả quý vị sẽ có một đêm thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chậm lại. Dạ, từ từ được rồi, dạ. Cầm cúc. Trời ơi. Đừng run. Đây là cúc của MV Top Hit cho MV Người Là Thân Quen của Thanh Duy ạ. Cảm ơn anh và cảm ơn quý vị rất nhiều vì hôm nay vỗ tay Thanh Duy rất là nhiều, rất là to. Và Thanh Duy cảm ơn quý vị một lần nữa và hy vọng quý vị tiếp tục dành những tràng pháo tay to nữa dành cho những nghệ sĩ tiếp theo, được không ạ? Cảm ơn rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Duy nhiều lắm. Cảm ơn em. Thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng